Xin kính chào quý nhà đầu tư quay trở lại với chương trình La Bàn Đầu Tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct. Chương trình của chúng tôi được live stream trực tiếp vào lúc 15:30 thứ hai hàng tuần. Trong chương trình ngày hôm nay thì có tôi là Lương Duyên và anh Tuấn Hoàng. Chúng tôi là chuyên gia đến từ Trung tâm Tư vấn Đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct. Và cũng như mọi khi thì chương trình của chúng tôi gồm có 5 phần. Thứ nhất đó là về thông tin vĩ mô, thứ hai đó là về kênh cổ phiếu, thứ ba là kênh thu nhập cố định, thứ tư là kênh tài sản khác và thứ năm là câu chuyện đầu tư. Hy vọng rằng chương trình của chúng tôi sẽ mang đến những thông tin hữu ích giúp quý nhà đầu có thể giúp ích cho quý nhà đầu tư trong quá trình đầu tư. Sau đây thì chúng tôi xin anh Tuấn sẽ cập nhật một chút về thị trường. Ngày hôm nay là một phiên mà thị trường chúng ta bị bán tháo rất trên diện rộng và rất là lớn. Tại thời điểm này thì Tuấn có nhận được rất nhiều lời hỏi của một số nhà đầu tư rằng là bây giờ lãi suất trái phiếu bao nhiêu và họ muốn bán từ cổ phiếu mua sang trái phiếu. Thì quan điểm của Tuấn cho rằng là chúng ta khi mà thị trường tăng cao ấy thì lúc đấy chúng ta nên mới là lúc chúng ta mua trái phiếu. Còn khi thị trường đang giảm này thì ngược lại, chúng ta phải nên bán trái phiếu mua cổ phiếu mới là đúng. Chứ đừng nên là vì lúc mà thị trường giảm sâu chúng ta chuyển sang mua trái phiếu. Điều đó là một điều rất là đáng tiếc. Và thứ hai nữa là nếu như chúng ta nhìn lại cái hành động của bên khối ngoại thì trong những cái phiên giảm mạnh gần đây là họ bắt đầu mua vào cổ phiếu rất là nhiều. Đó thì chúng ta nên hành động ngược chiều với đám đông, tức là khi mà thị trường giảm, tức là thị trường ở vùng thấp ấy, là lúc chúng ta nên ưu tiên chuyển sang tiền sang mua cổ phiếu thay vì chúng ta chuyển tiền sang mua trái phiếu. Đó là một suy nghĩ tôi nghĩ là chưa hợp lý. Thứ hai nữa là có một số doanh nghiệp ở trên sàn hiện nay đang có một số thông tin rằng là như kiểu Bách Hóa Xanh chẳng hạn, thì họ đang có những thông tin về niêm yết giá sai này vân vân. Đó là một cái gọi là khủng hoảng truyền thông. Nhưng thực ra là thông thường chúng ta đã thấy rất nhiều cuộc khủng hoảng truyền thông khác trên thế giới, trên thị trường từ trước đến nay, như kiểu Tân Hiệp Pháp với cả sự cố con ruồi hay là Coca-Cola vân vân. Thì thông thường thì cái trí nhớ ngắn hạn của người tiêu dùng ấy nó sẽ dấy lên một khoảng thời gian khiến cho cái giá cổ phiếu doanh nghiệp đó và tình hình kinh doanh doanh nghiệp đó có thể bị lao đao. Nhưng mà đứng về nhìn dài hạn hơn thì doanh nghiệp có đứng vững hay không dựa vào văn hóa chứ không phải dựa vào những cái vấn đề trong ngắn hạn như vậy. Đó thì Tuấn muốn lưu ý nhà đầu tư rằng là đôi khi cái khủng hoảng truyền thông ấy có thể đem lại một cái cơ hội cho chúng ta. Trước mắt thì chúng ta vẫn phải xem xét rằng là doanh nghiệp đấy có làm ăn bài bản hay không và cái văn hóa doanh nghiệp đấy có tốt hay không trước khi chúng ta có ra quyết định là mua hoặc bán. Đó. Ngoài ra thì Tuấn muốn cập nhật lại một chút về cái chu kỳ nền kinh tế. Cái chu kỳ nền kinh tế Việt Nam và thế giới nói chung là bắt đầu bị slow down, bắt đầu bị chậm lại trong năm 2018. Và bắt đầu và lúc đó Fed, Tuấn nhớ là Fed của Mỹ ấy, cái cục tiền tệ của Mỹ, Fed thì có thực hiện là bắt đầu giảm cái lượng tiền trên các tài sản rủi ro để họ muốn bắt đầu thu hẹp cái bảng cân đối. Thì đúng năm 2020 là một năm mà Covid xảy đến và toàn bộ cái nền kinh tế bị giảm xuống rất là sâu, và đó gần như là một cái lần để làm lại toàn bộ cho nền kinh tế thế giới này, khiến cho nền kinh tế chúng ta bắt đầu bước sang chu kỳ mùa xuân. Và đó nếu như chúng ta nhìn theo chu kỳ như vậy thì Việt Nam mình hay là các nơi trên thế giới đang vào chu kỳ mùa xuân và đang chớm qua đông. Khi nào Covid kết thúc thì có thể là qua đông, và hiện tại chúng ta vẫn đang trong kiểu mùa đông sang mùa xuân. Thì trong trường hợp như thế thì có thể thị trường nó sẽ có một cú điều chỉnh rất là mạnh khi mà thị trường chúng ta đã có một thời gian tăng khá là nóng thời gian qua. Nhưng mà quan điểm của Tuấn rằng là thời điểm hiện tại rất giống với thời điểm năm 2006, tức là năm 2006 cũng là năm mà Việt Nam mình mới gia nhập WTO và nền kinh tế thế giới cũng đã trải qua đang trong một thời kỳ tăng trưởng rất là mạnh. Đó thì trong điều kiện như thế thì một cú giảm sâu này hoàn toàn có thể một cú V sáp, tức là một hình chữ V phục hồi rất là mạnh mẽ y như năm 2020. Quan trọng là quý vị hãy đủ tiền để mua vào cổ phiếu liên tục, sẵn sàng mua vào cổ phiếu liên tục. Và tuy nhiên đối với những người mà những nhà đầu tư mà có sử dụng margin thì Tuấn nghĩ rằng là không nên cầm margin tại thời điểm hiện tại. Và Tuấn có một số anh bạn khi mà cái giai đoạn thị trường tăng ấy kiếm được rất là nhiều tiền. Tuy vậy thì hai lần bull trap, tức là hai lần mà tăng giảm, khiến cho anh chuyển sang mua margin và tài khoản đã bị gần như là về không. Đó thì Tuấn vẫn muốn nhắc quý vị rằng là chúng ta phải đảm bảo an toàn, quản lý rủi ro toàn bộ tài khoản chúng ta, là không nên sử dụng margin. Nhưng mà hãy sẵn sàng mua vào khi mà thị trường có một pha chiết khấu rất là tốt như ngày hôm nay chẳng hạn. Đó ạ.
Xin mời Diễn. Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn. Thì sau đây thì chúng ta sẽ vào phần tin tức đầu tiên, đó là về thông tin vĩ mô. Tin tức đầu tiên đó là kinh tế giảm tốc, GDP quý 2 của Trung Quốc chỉ tăng trưởng 7,9%. Thì tăng trưởng GDP quý 2 chậm lại đáng kể sau khi ghi nhận mức tăng kỷ lục là 18,3% tại quý 1 năm 2021. Thì Trung Quốc công bố nền kinh tế mở rộng 7,9% trong quý 2 và thấp hơn nhiều so với số liệu của quý 1 và mức dự báo là 8,1% của Bloomberg và Reuters. Và trong 6 tháng đầu năm thì hoạt động bán lẻ tăng 23%, quý 2 là 13,9% và sản xuất công nghiệp tăng 15,9%, tháng 6 là 8,3%. Với mảng đầu tư tài sản cố định tăng 12,6% lên mức là 25,59 triệu tỷ nhân dân tệ. Và hoạt động bán lẻ tăng 12,1% trong tháng 6, thấp hơn nhiều so với mức tăng là 34,2% hồi tháng 3. Và ở đây thì chúng tôi có đánh giá đó là mặc dù là kinh tế Trung Quốc vẫn đang đi đúng quỹ đạo để có thể đạt được cái mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2021 và mức tăng trưởng giảm mạnh cho thấy là nhu cầu tiêu dùng nội địa không hồi phục như kỳ vọng và hoạt động sản xuất đang chững lại do giá nguyên vật liệu đang cao kỷ lục và các đợt dịch Covid-19 mới. Vâng ạ, chúng ta nếu như chúng ta nhìn thấy GDP quý 2 bị chững lại. Tuy vậy chúng ta nhìn chứng lại thông thường là nhìn chứng lại sau quý 1 bởi vì quý 1 tăng trưởng trong một nền rất là thấp của năm 2020 và quý 2 thì khi mà tăng trưởng cái mức về khoảng là 7,9% này thì nó thấp hơn cái mức kỳ vọng của các công ty lớn trên thế giới, nhưng nó vẫn là mức khá là cao nếu xem so sánh với cả những giai đoạn của chính Trung Quốc, giai đoạn từ năm 2012 cho đến 2018-2019. Đó thì Tuấn cho rằng là cái cú giảm này thì nó là bình thường thôi, không phải có gì quá đáng lo ngại. Đó thì nhà đầu tư cũng không nên phải vì vấn đề này mà lo ngại. Ngoài ra thì quý vị có thể đặt câu hỏi luôn vào trong cái phần comment chat thì có gì thì nữa Tuấn sẽ cố gắng trả lời các câu hỏi của quý vị anh chị ạ. Dạ vâng, và tin tiếp theo đó là giá cả hàng hóa tại Mỹ đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong 13 năm trở lại đây. Giá xe đã qua sử dụng trong tháng 6 tăng 45,2%, đóng góp hơn 1/3 vào mức tăng CPI nói chung, và lạm phát thực phẩm và năng lượng chỉ đóng góp là 0,7% cho mức tăng 5,4% của CPI tháng 6. Và lạm phát tháng 6 của Mỹ đang ở mức cao nhất kể từ năm 2008 trong bối cảnh mà nền kinh tế đang hồi phục mạnh mẽ và Fed chưa có dấu hiệu thắt chặt chính sách tiền tệ. Và với mức lạm phát cao nhất trong 13 năm thì sẽ thử thách cái mức độ và cam kết sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng của Fed. Và với nền kinh tế đang mở cửa trở lại thì trong khi mà nhu cầu tiêu dùng và đi lại tăng mạnh thì lạm phát trong thời gian tới của Mỹ nhiều khả năng thì sẽ tiếp tục tăng. Lạm phát của Mỹ thì nó tăng do hai vấn đề, một là vấn đề về cung, tức là lúc trước là cái nguồn cung bị gián đoạn khiến cho giá cả hàng hóa bị tăng cao, và khi mà dân Mỹ được di chuyển tự do trở lại, khi mà cái tỷ lệ tiêm phòng vaccine Covid của họ được nâng lên cái tỷ lệ cao thì người dân bắt đầu chi tiêu dùng nhiều hơn, và lúc đó là cầu kéo. Chính vì thế nên chúng ta sẽ chứng kiến cái cảnh mà lạm phát tăng lên rất là mạnh như vừa rồi. Tuy vậy thì ở góc độ ngược lại thì khi mà cái lạm phát tăng cao thế thì hoàn toàn cái cầu sẽ suy giảm. Thì ở đây cái đoạn mà lạm phát bắt đầu tăng lên ý, đó là một cái dấu hiệu bắt đầu nghi ngại, và chúng ta cần phải nhìn lại cái hành động của Fed sẽ là gì. Nếu như mà đúng vẫn như cái cam kết của Fed qua những phiên vừa rồi, qua những phiên họp vừa rồi, thì tôi cho rằng là nếu như Fed vẫn tiếp tục giữ quan điểm rằng là chấp nhận cái mức lạm phát để cao hơn mức 2%, thì giá của tài sản lỏng vẫn được hỗ trợ. Ngược lại nếu như mà Fed thực hiện cái thắt chặt tiền tệ thì nó sẽ là một cái cú slow down của cái giá tài sản. Đó thì tại thời điểm hiện tại thì Tuấn cho rằng là chưa phải đáng lo ngại, nhưng chúng ta cần phải xem xét kỹ hơn về hành động của Fed thời gian tới. Và có một câu quote cực kỳ hay trong cái việc đầu tư chứng khoán, đó là đừng bao giờ chống lại Fed. Đó, quý vị cần phải lưu ý câu này, đừng bao giờ chống lại Fed. Và nếu như Fed có hành động là chúng ta nên sẽ có một cái ưu tiên về quản trị rủi ro. Đó. Dạ vâng, và tiếp theo của thông tin vĩ mô đó là xu hướng quản lý tài sản 2021 là năm của ETF, và 488,5 tỷ USD đã chảy vào các quỹ ETF trong 6 tháng đầu năm và tương đương với 98% tổng số tiền đầu tư vào ETF năm 2020. Và kể từ năm 2013 thì dòng tiền chuyển dịch sang ETF tạo khoảng cách ngày càng lớn so với các quỹ tương hỗ truyền thống, và chỉ riêng năm 2020 thì ETF được 497 tỷ đổ vào, trong khi là 506 tỷ bị rút ra khỏi các mutual fund. Và ở đây thì sự lên ngôi của nhà đầu tư cá nhân giúp cho ETF trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, và nhờ có chi phí rẻ hơn, dễ giao dịch hơn và mang lại lợi thế nhiều hơn về thuế nhiều hơn và so với các quỹ tương hỗ truyền thống.
Có một thống kê rất là hay của bên Văn Quát, người ta đã thống kê tức là có 92% các quỹ tương hỗ, tức là những quỹ mà họ cân bằng này vân vân như kiểu mình ấy, thì có cái mốc mức lợi nhuận là thấp hơn cái quỹ ETF, và đương nhiên thì có 8% còn lại vẫn là trên mức ETF. Tức là nếu như quý vị có muốn một mức cái lợi suất đầu tư ổn định và chắc chắn đạt được khoảng 7-8 điểm trên thang 10 thì quý vị có thể chọn các quỹ ETF, và ngược lại thì nếu như quý vị muốn một mức lợi suất gọi là superior, tức là một mức lợi suất rất là vượt trội, thì quý vị có thể chọn cái những cái doanh nghiệp hàng đầu, và lúc ấy các quý vị phải thiên về stock pick nhiều hơn, và lựa chọn người quản lý quỹ tốt là rất là quan trọng. Đó thì nếu như ở Việt Nam thì chúng ta sẽ có một số quỹ như kiểu ETF VN Diamond hay là ETF VN30, VN100 của Vina Capital chẳng hạn đấy, thì có rất nhiều quỹ ETF có thể quý vị có thể sử dụng để lựa chọn. Dạ vâng, và đến tin tức cuối cùng của phần thông tin vĩ mô, đó là lần đầu tiên Việt Nam lọt top 20 thế giới về thu hút vốn FDI. Thì tính đến ngày 20 tháng 6 thì tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 15,27 tỷ USD, bằng 97,4% so với cùng kỳ năm 2020. Và theo báo cáo đầu tư năm 2021 của Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển, thì với tổng số vốn là gần 16 tỷ USD FDI vào năm 2020, thì Việt Nam lần đầu tiên nằm trong top 20 nước thu hút nhiều FDI nhất thế giới. Và Mỹ thì vẫn đang là cái nền kinh tế tiếp nhận FDI lớn nhất, tiếp theo là Trung Quốc. Và ở đây thì năm 2020 thì Việt Nam đã nhảy từ mức đạt đến mức là 19, đứng thứ 19 toàn cầu về thu hút dòng vốn FDI. Vâng ạ, thì rõ ràng là nếu như xem cái vấn đề vĩ mô này, chúng ta nhìn thấy ngay đó là mảng bất động sản công nghiệp sẽ được hưởng lợi, và thứ hai sau khi bất động sản công nghiệp nhiều lên thì Việt Nam mình sẽ ngày càng gia nhập sâu hơn trong cái chuỗi giá trị nền kinh tế, và kéo theo đó sẽ là mảng vận tải biển. Thì Tuấn muốn cập nhật chút về ngành bất động sản khu công nghiệp. Thì trong cái tháng 5 vừa qua, tức là trong cái mấy tháng vừa qua, thì có câu chuyện rằng là châu Âu và Trung Quốc vừa mới terminate tức là đóng băng cái hợp đồng gọi là FTA của họ với cả hai bên với nhau. Một phần có thể là do lý do chính trị, và có thể là châu Âu sẽ thực thân Mỹ hơn là thân Trung Quốc. Đó, thì trong trường hợp như thế thì các doanh nghiệp đa quốc gia mà ở Trung Quốc ấy, họ muốn xuất khẩu vào châu Âu họ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Thậm chí những doanh nghiệp ở tại Trung Quốc họ muốn xuất khẩu sang các nước đa dạng thị trường cũng sẽ bị gặp nhiều rào cản. Chính vì vậy cái quá trình mà đẩy mạnh Trung Quốc cộng một nó đã diễn ra trong một vài năm nay rồi, từ 2017-2018 đến nay. Thì bây giờ nó lại có thêm một cái động lực nữa để tiếp tục chuyển dịch sang các nước khác, trong đó Việt Nam. Và trong cái điều kiện như thế thì sẽ có rất nhiều các khu công nghiệp mới được mọc ra. Tuấn có xem xét thì đợt vừa rồi là chính phủ mình có quy hoạch rất nhiều khu công nghiệp mới. Tuy vậy để triển khai các khu công nghiệp mới thì tốn rất nhiều thời gian. Và trong trường hợp như thế thì Tuấn muốn quý vị tập trung ưu tiên đến những cái công ty khu công nghiệp mà có quỹ đất sạch mà sẵn sàng cho thuê rồi. Chúng ta không nên chọn những khu công nghiệp mà nhìn tiềm năng rất là lớn, nhưng mà cái việc mà triển khai mặt bằng rồi giải phóng mặt bằng rồi đền bù nó lâu, mà chúng ta nên lựa chọn những doanh nghiệp mà đã có sẵn quỹ đất. Đó, đấy là điều rất quan trọng. Dạ vâng, đó là chúng tôi vượt đi qua những thông tin vĩ mô, và tuy nhiên thì đó là những đánh giá của chúng tôi. Với những cái trải nghiệm và quan điểm của quý nhà đầu tư thì quý nhà đầu tư hãy comment và đặt câu hỏi cho chuyên gia của chúng tôi, để cuối chương trình chuyên gia của chúng tôi sẽ giải đáp cho quý nhà đầu tư. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang phần kênh cổ phiếu với dòng tiền khối ngoại quay trở lại. Thì trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và khối ngoại bất ngờ trở lại mua dòng hơn 6.500 tỷ đồng trên sàn HOSE từ đầu tháng 7, và trái ngược hoàn toàn so với nửa đầu năm khi khối ngoại bán dòng kỷ lục khoảng 35.000 tỷ đồng, và Fubon ETSI Việt Nam ETF đã thu hút dòng tổng cộng khoảng 80 triệu USD tương đương với 1.900 tỷ đồng và giải ngân toàn bộ vào cổ phiếu Việt Nam, và quy mô của Fubon ETSI Việt Nam ETF đã lên tới hơn 12 tỷ đài tệ và tương ứng với hơn là 10.000 tỷ đồng và trở thành một trong những quỹ ngoại có quy mô lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Và HPG là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của Fubon ETSI Việt Nam ETF với 11,08%, và tiếp theo là Masan với 9,75%, VHM với 9,4%, NVL là 8,5%, VIX là 8,19%. Và đây là yếu tố khá là tích cực góp phần hỗ trợ cho tâm lý thị trường trong thời điểm giảm sâu này. Tuấn cho rằng là quý vị nếu lựa chọn các doanh nghiệp để đầu tư ấy, thì nên lựa chọn những doanh nghiệp nó nằm trong vòng tròn của nhiều quỹ ETF lẫn nhau. Fubon này là một ví dụ.
Rồi chúng ta có các quỹ khác như kiểu E1, VF, VN30, quỹ này khoảng 6, 7.000 tỷ. Rồi quỹ VN Diamond, thì quý vị vẽ những cái vòng tròn đó ra. Và những doanh nghiệp nào nằm ở trong tâm vòng tròn, tức là nằm thuộc cả ba vòng tròn này, thì là những doanh nghiệp sẽ có cái yếu tố về dòng tiền hỗ trợ, khiến cho tại thời điểm hiện tại khi mà giá cổ phiếu giảm rất sâu như vậy thì những doanh nghiệp này sẽ khó mà bị giảm giá. Ví dụ như vậy thì Hòa Phát có thể là một cái ví dụ ở trong này, có thể giảm bớt cái độ gọi là độ thiệt hại, chứ không nghĩa rằng Tuấn không nói có nghĩa rằng nó không giảm. Dạ vâng. Tiếp theo thì sang kênh cổ phiếu thì tuần này chúng tôi có đề cập đến mã cổ phiếu SSC Sonadigi Châu Đức, và quý 2 lãi 109 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ. Và SSC đã công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 với những con số khá là khả quan. Và cụ thể đó là riêng quý 2 thì doanh thu tăng 46% so với cùng kỳ, và lý do tăng mạnh là doanh thu cho thuê đất và phí quản lý, giá vốn bán hàng chỉ tăng nhẹ nên là SSC đã lãi gộp tăng khoảng là 68,5% so với quý 2 năm 2020, và lợi nhuận sau thuế thì tăng 52% so với cùng kỳ, tương đương với EPS đạt khoảng 1.094 đồng. Và lũy kế 6 tháng đầu năm của năm 2021 của SSC thì doanh thu thuần tăng 47% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế thì tăng 51,2% so với nửa đầu năm 2020. Và năm 2021 thì SSC đặt mục tiêu doanh thu là 584 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 176 tỷ đồng, lần lượt là cao hơn 27% và giảm 5% so với thực hiện năm ngoái. Như vậy thì kết thúc quý 2 thì doanh nghiệp đã hoàn thành 69% mục tiêu doanh thu và đã vượt 7% với mục tiêu lợi nhuận của cả năm. Và năm nay thì SSC tiếp tục cho thuê đất tại khu công nghiệp Châu Đức và bắt đầu ghi nhận doanh thu tại khu đô thị Hữu Phước. Ok, thì nó tiếp nối cái câu chuyện mà vừa nãy Tuấn nói về khu công nghiệp thôi. Khi mà cái FDI vào cao thôi thì SSC là một doanh nghiệp mà Tuấn khá là ưa thích, ở góc độ là doanh nghiệp này có sẵn một cái quỹ đất sạch sẵn sàng cho thuê rồi, khoảng không Tuấn không nhớ chính xác, hình như là 3-420 rồi đấy, tức là một quỹ đất rất là lớn ở khu Bà Rịa Vũng Tàu. Thì trong cái khu vực gần thành phố Hồ Chí Minh thì có các tỉnh như Long An, Đồng Nai, Bình Dương là những tỉnh mà thông thường sẽ có mức giá cho thuê bất động sản công nghiệp cao hơn so với khu Bà Rịa Vũng Tàu, vì Bà Rịa Vũng Tàu nó xa thành phố hơn một chút. Tuy vậy từ khi mà có thêm cái cảng, cụm cảng Cái Mép Thị Vải và cụm cảng ngày càng mạnh lên thì cái đất tại khu vực cho thuê tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu đang ngày được nhà đầu tư quan tâm hơn, đồng thời với cả cái những chính sách hỗ trợ của tỉnh nữa. Đó thì SSC là một doanh nghiệp rất đáng quan tâm. Nhưng ngoài ra thì do cái việc mà hạch toán lợi nhuận của SSC nó theo kiểu là khi nào có tiền cho thuê, tức là khi nào có nhà đầu tư cho thuê thì họ sẽ hạch toán lợi nhuận một lần. Nên chính vì vậy cái việc mà dự đoán rằng lợi nhuận của SSC tăng hay giảm là một vấn đề rất là khó. Trong điều kiện như thế thì chúng ta nên ưu tiên nhìn vào quỹ đất và quỹ đất sạch của SSC hiện có. Đó thì trong trường hợp đấy thì Tuấn nghĩ rằng trong ngắn hạn 1-2 năm tới thì SSC là một doanh nghiệp rất đáng để quan tâm. Dạ vâng, và để quý nhà đầu tư có thể theo dõi kỹ hơn về mã cổ phiếu SSC thì quý nhà đầu tư có thể xem lại video của chương trình cổ phiếu 360 độ của chúng tôi đã có những cái góc nhìn về tích cực và tiêu cực vào tuần trước. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục về kênh cổ phiếu, đó là cập nhật của quỹ VNDAP tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2021 thì tăng trưởng NAV trên chứng chỉ quỹ của quỹ VNDAP đạt đến thời điểm hiện tại là 43,29% và so với VN30 Index là 34,33%. Như quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy trên biểu đồ thì khi mà thị trường tăng thì hai cái tốc độ tăng trưởng của quỹ VNDAP so với VN30 thì gần như là sát nhau. Nhưng tuy nhiên thì khi mà thị trường giảm sâu thì có thể thấy được cái lợi ích vượt trội của quỹ VNDAP là phòng vệ rủi ro tốt hơn so với VN30. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang kênh thu nhập cố định. Và tiền gửi tháng 7 năm 2021 thì chưa có áp lực tăng lãi suất trong ngắn hạn. Thì quý nhà đầu tư có thể thấy đó là nhóm ngân hàng thương mại nhà nước với biểu lãi suất huy động là không có biến động nhiều. Và do là dịch Covid-19 xảy ra, chính vì vậy mà các ngân hàng cũng được sự hỗ trợ từ nhà nước. Chính vì vậy mà cái rủi ro lạm phát ở mức thấp và sẽ hiện vẫn ở mức thấp và sẽ giúp cho cái mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục giữ ở mức thấp. Vâng, mấy hôm vừa qua thì Tuấn có đọc báo thì có rất nhiều các ngân hàng đã tham gia cái chương trình giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ các doanh nghiệp, trong đó có ví dụ có ACB này, có Vietcombank vân vân, có rất nhiều các ngân hàng đã tham gia chương trình này. Khi tham gia chương trình này thì rõ ràng là cái lãi suất cho vay bị giảm thì tương ứng là lãi suất đầu vào cũng rất là khó tăng, và khi lãi suất vẫn ở mức thấp thì nó đâu đó vẫn hỗ trợ được cái
cái mức vốn hóa thị trường sẽ không giảm quá sâu, bởi vì khi giảm quá sâu sẽ có một dòng tiền rất là lớn có thể đổ vào thị trường để mua lên đó. Và Tuấn cập nhật một chút là định giá của thị trường VN Index hiện tại PE forward cho quý 2 này đâu đó chỉ còn khoảng dưới 16 lần thôi. Thì đó, thì đấy là một cái mức mà Tuấn nghĩ rằng bắt đầu rẻ. Có một câu nói rất hay trong khi đầu tư chứng khoán ấy, đó là khi chúng ta đầu tư vào bất động sản chúng ta có ba từ, đó là vị trí, đúng không ạ? Còn khi đầu tư chứng khoán thì chúng ta sẽ có ba điều rất quan trọng, đó là vĩ mô. Đó, thì chúng ta phải cần nhìn lại là vĩ mô Việt Nam mình có vững chắc hay không. Và nếu như vĩ mô mà vững chắc thì cái mức định giá rẻ sẽ lập tức là sẽ có người mua lên. Còn nếu vĩ mô mà yếu thì kể cả định giá rẻ thì có thể rẻ mãi được. Đó, thì đấy là cái mà Tuấn muốn đề nghị quý vị xem xét lại, xem rằng là cái vĩ mô Việt Nam hiện tại mình đang vững hay không. Quý vị có câu hỏi thì quý vị có thể đặt câu hỏi trên trang livestream Facebook của chúng tôi, và có gì thì nữa Tuấn và Duyên sẽ cố gắng trả lời quý vị. Dạ vâng. Và tiếp theo của kênh thu nhập cố định đó là trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu bất động sản chiếm tỷ trọng lớn. Và tính đến ngày 9 tháng 7 thì trong tháng 7 năm 2021 thì có 9 đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp trong nước có tổng giá trị là 3.850 tỷ đồng, và ngành bất động sản xếp vị trí số 1 về giá trị phát hành với 1.830 tỷ đồng. Trong đó thì có công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt là 230 tỷ đồng, lãi suất là 13% trên một năm và bảo đảm bằng cổ phiếu PDR. Và các ngân hàng thương mại thì phát hành 1.420 tỷ đồng, trong đó thì có 320 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 của VIB. Và thị trường chứng khoán sau khoảng thời gian tăng trưởng nóng thì hiện đang dao động quanh mức là 1.300 điểm. Nhà đầu tư có thể thận trọng hơn đối với cổ phiếu trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến khá là phức tạp, nhưng nhà đầu tư chưa đủ chuyên nghiệp thì đủ điều kiện phân bổ danh mục và có thể chú trọng quan tâm đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là với khu vực trái phiếu ngân hàng. Trong trường hợp này thì Tuấn đang có tư vấn ngược lại đó. Thì Tuấn nghĩ rằng là mình nên, khi mà thị trường giảm mạnh thì chúng ta nên chuyển từ trái phiếu sang cổ phiếu là quan trọng hơn. Và ngược lại thì khi mà thị trường đang ở mốc cao thì chúng ta nên phân bổ sang trái phiếu nhiều hơn. Và có cách rất đơn giản thôi là quý vị có thể để tỷ lệ phân bổ, ví dụ như là 50-50 chẳng hạn, 50 của cổ phiếu và 50 của trái phiếu. Thế thì khi mà cả giá cổ phiếu tăng lên thì rõ ràng tỷ lệ nó lệch lên 60-40 chẳng hạn. Theo đó quý vị sẽ bán bớt cổ phiếu để chuyển sang trái phiếu cho nó tỷ lệ cân. Đó, và ngược lại khi mà hiện tại cái giá trái phiếu bị giảm sâu đó thì tự nhiên là tỷ lệ tài sản ta là 40-60, tức là 40 vào cổ phiếu và 60 trái phiếu. Thì lúc đó chúng ta nên bán bớt trái phiếu và mua cổ phiếu. Nói chung nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái khẩu vị rủi ro của mỗi nhà đầu tư và phụ thuộc vào cái tỷ lệ phân bổ mục tiêu của quý vị đầu tư giữa cổ phiếu và trái phiếu mà quý vị đưa ra cái hành động phù hợp. Dạ vâng, vậy thì quý nhà đầu tư hãy để lại quan điểm hay câu hỏi của mình dưới comment để cuối chương trình anh Tuấn sẽ giải đáp cho quý nhà đầu tư. Tiếp theo về kênh thu nhập cố định, đó là chúng tôi sẽ cập nhật về thông tin kênh thu nhập cố định của VN Direct đến ngày 16 tháng 7 năm 2021. Tại VN Direct thì có kênh D-Money với lãi suất cam kết của VN Direct, quý nhà đầu tư với giá trị tối thiểu là 1 triệu đồng, với lãi suất trong kỳ hạn từ 1 tuần đến 2 tháng với lãi suất dao động trong khoảng từ 3,1% đến 5,2%. Kênh thứ hai đó là kênh D-Bond, trái phiếu VN Direct cam kết lãi suất cố định. Với kênh này, của nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng với lãi suất dao động trong khoảng từ 6,8% đến 8,4%. Tiếp theo thì sang kênh tài sản khác, đó là Covid-19 cú sốc nặng nề cho thị trường nhà thuê của thành phố Hồ Chí Minh. Thì biến động tỷ suất lợi nhuận cho thuê nhà chung cư hàng năm tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh hiện tại chỉ đạt là 4%, lần lượt thấp hơn mức là 4,5% của năm 2020 và kém hơn mức 5,2% của năm 2019. Và căn hộ cao cấp với suất đầu tư lớn nhưng hiệu suất lợi nhuận cho thuê chỉ đạt khoảng 3,7%, thấp hơn tỷ suất sinh lời bình quân của thị trường chung cư. Và dù có giá bán nhà phố gấp 2 đến 3 lần căn hộ nhưng tỷ suất sinh lời của nhà phố cho thuê thậm chí đã hạ xuống dưới 2%. Và nhà phố tại quận 2 có tỷ suất sinh lời cho thuê chỉ đạt từ 1,9%, mặc dù đây là khu mà nhà giàu mới nổi tại thành phố Hồ Chí Minh. Và tính đến cuối tháng 6 thì giá thuê nhà phố mặt tiền, giá thuê phòng trọ đều giảm bình quân 20-30% so với quý đầu năm và có nhiều nơi thậm chí còn giảm đến 50% để hỗ trợ khách thuê mùa dịch. Covid-19 đã thay đổi rất nhiều thói quen của người tiêu dùng. Ngày xưa khi mà cái việc mà đi làm và thuê vị trí tự ngồi chung một chỗ nó rất là quan trọng, thì bây giờ nó đã xuất hiện những cái dạng mới như kiểu làm việc qua Zoom, làm việc qua online, đúng không ạ?
kết nối qua Zoom và làm việc qua online. Đó thì cái điều đó có thể làm cái giảm cái sức hấp dẫn của nhà đất cho thuê. Ngoài ra một điểm nữa rằng là thương mại điện tử nó đang thay đổi cái nếp sống của người dân. Đó, khi mà thương mại điện tử thay đổi thì Tuấn có đi qua một loạt các cửa hàng mà nhà mặt phố mà chuyên bán những mặt hàng standardized, ví dụ như là một cái tạ chẳng hạn, tức là những cái thiết bị dụng cụ vận tập, dụng cụ mà nó rất là standard, tức là nó rất là thô nặng và giá trị nó không lớn hay chẳng hạn đấy, thì những cái đấy ở trên mạng có hết. Và thông thường Tuấn nhận thấy rằng là những cửa hàng mà bị cho thuê lại liên tục ấy là những cửa hàng mà bán những sản phẩm ấy rất là standardized, đó nó không có nhu cầu khách hàng đến tận nơi xem. Và chỉ những nơi mà những cửa hàng mặt phố mà bán những mặt hàng như ví dụ như là cà phê này, hay là đồ ăn đồ uống này, hay là những mặt hàng rất là chuyên biệt mà người ta muốn thưởng thức tại chỗ, hay là người ta muốn đến tận nơi người ta cảm giác thật ấy, thì những cửa hàng đấy còn tức là vẫn còn được tồn tại được. Thì đó, trong điều kiện mà cái lượng cầu nó giảm đi ấy, thì Tuấn tin rằng là cái xu hướng mà lãi suất cho thuê nhà mặt phố giảm là chuyện không phải là bây giờ, mà Tuấn nghĩ rằng nó là một trend ấy, tiếp tục kéo dài trong thời gian tới. Dạ vâng, ở kênh tài sản khác thì chúng tôi tuần này vẫn nhắc đến về Bitcoin, Binance Coin, cơ chế Dogecoin. Và Binance Coin được hỗ trợ bởi sàn Binance với rất nhiều cặp trao đổi, với tính thanh khoản của BNB là rất cao. Đặc biệt là người dùng sẽ sử dụng đồng BNB để trả phí thì sẽ được giảm giá với các mức khác nhau qua từng năm. Cụ thể ở đây chúng tôi có thống kê, đó là năm thứ nhất thì sẽ là 0,5%, năm thứ hai là 0,25%, năm thứ ba là 0,125%, năm thứ tư là 0,0675% và năm thứ ba năm thì sẽ không giảm giá. Và Binance thì có kế hoạch là đốt đồng BNB vào mỗi quý dựa trên khối lượng giao dịch trên sàn, và cho đến khi mà 50% tổng nguồn cung của BNB, tức là khoảng 100 triệu BNB bị đốt hết, thì tất cả các giao dịch sẽ được ghi lại trên blockchain, và cuối cùng chỉ còn lại là 100 triệu BNB thì sẽ được lưu hành. Và chiến lược tiêu hủy đồng BNB của Binance được cho là cách để hạn chế lạm phát, và quan trọng hơn là làm tăng giá nhanh chóng của đồng BNB. Vâng ạ. Trong các đồng coin trên thị trường thì hiện tại lớn nhất BNB là cổ vốn hóa lớn thứ tư. Lớn nhất đó là Bitcoin, lớn thứ hai là Ethereum, lớn thứ ba đó là hình như là ADA thì phải, và lớn thứ tư chính là Binance BNB. Thì BNB có một đặc điểm rằng là cái đằng sau của cái đồng coin đấy nó chính là một cái hạ tầng kinh doanh, như kiểu một cái sàn giao dịch giống như kiểu kho xe của Việt Nam chẳng hạn. Thì đây là BNB là sàn giao dịch cho tất cả tiền số trên thế giới. Đó thì BNB là một sàn khá là lớn. Ngoài ra thì BNB có Tuấn có muốn đặt câu hỏi rằng là tài sản có những đặc điểm gì. Thì tài sản thông thường theo quan điểm của Tuấn nhé, nó sẽ có tài sản hạng A và tài sản hạng B. Tài sản hạng B là những cái gì mà nó tạo ra dòng tiền nhưng không tính khan hiếm, và tài sản hạng A là những tài sản mà có tính khan hiếm và có một cộng đồng tin rằng nó khan hiếm. Ví dụ như vàng có tính khan hiếm nên vàng vẫn coi là một dạng tài sản, và thông thường thì những tài sản tính khan hiếm thì nó sẽ tăng theo cấp số mũ, còn những cái tài sản theo kiểu dòng tiền như kiểu trái phiếu chẳng hạn, nó vẫn tạo ra dòng tiền cho mình nhưng mà nó có là hữu hạn nên cái giá trị của nó tăng chỉ theo cấp số nhân mà thôi. Thế trong trường hợp đó thì BNB họ là một tài sản, đằng sau của họ chính là một phần kinh doanh trong việc mà giao dịch coin với nhau giữa các nhà đầu tư. Và thứ hai, nó có tính khan hiếm khi mà lúc đầu nó issue ra tổng cộng, tức là phát hành ra tổng cộng là 200 triệu đồng BNB, và sau đó họ quyết họ cam kết rằng là họ sẽ dành 20% lợi nhuận của cái sàn Binance đấy họ để họ mua lại các đồng BNB trên sàn, và họ sẽ mua và họ sẽ burn mất đi, burn tức là đốt ấy, tức là sẽ xóa bỏ cái đồng coin đấy trên thị trường luôn. Và khi họ burn, mục tiêu họ burn đến khi nào còn 100 triệu đồng thì họ sẽ dừng lại. Đó thì rõ ràng là đồng Binance sẽ có tính khan hiếm, và có tính khan hiếm này cộng thêm là càng ngày càng cái vốn hóa của nó đã lên khoảng top 4 thế giới, thì Tuấn nghĩ rằng là sẽ có nhiều người sẽ quan tâm đến BNB hơn. Và đó thì Tuấn nghĩ rằng là BNB là một đồng có thể đầu tư trong dài hạn. Tuy vậy thì Tuấn vẫn phải nhắc lại rằng là coin là một tài sản số và chưa được nhà nước Việt Nam chấp thuận, và quý vị nhà đầu tư cần phải suy nghĩ kỹ trước khi tham gia vào mảng này.
Dạ vâng, trên đây là chúng tôi đã đi qua 4 phần của chương trình. Và quý nhà đầu tư hãy để lại comment những quan điểm của mình hay những câu hỏi của mình dưới comment của livestream, để cuối chương trình thì chúng tôi sẽ giải đáp cho quý nhà đầu tư. Và đến phần tiếp theo đó là phần câu chuyện đầu tư. Thì tuần này anh Tuấn mang đến câu chuyện đầu tư gì cho quý nhà đầu tư ạ? Vâng ạ, chúng ta biết rằng là Warren Buffett là một nhà đầu tư huyền thoại của thế giới và của Mỹ. Thì quý vị biết là trong 10 năm qua thì Berkshire Hathaway có lợi suất bao nhiêu phần trăm ạ? 10.6%. Trong khi đó thì trong 20 năm qua của lợi nhuận Berkshire của Warren Buffett chỉ có 10.6% mà thôi. Ngược lại trong 20 năm qua thì có hai quỹ của Tiger Global có tỷ suất lợi nhuận là 21 và 26%, tức là mức gọi là cao gấp đôi lợi nhuận của Warren Buffett. Và với chỉ 25 triệu đô ban đầu thì bây giờ quỹ Tiger Global ấy đã nâng cái tổng tiền của mình lên là 80 tỷ đô. Và cá nhân cái ông chủ tịch quỹ, ông Chase Coleman, founder thì đã có tổng tài sản lên đến khoảng 10 tỷ đô. Thì câu hỏi rằng là bác Chase Coleman này, bác đã làm gì, bác có cái thông tin gì mà khiến cho lợi suất của bác cao thế? Thì bác này chỉ có duy nhất một cái gọi là cái suy nghĩ thôi, một cái insight, chỉ duy nhất một thứ và khiến cho lợi nhuận của bác cao như vậy. Thì quý vị bây giờ đoán là gì không ạ? Chúng ta nhìn lại cái triết lý của Warren Buffett và triết lý của bác này thì như thế nào. Đầu tiên là Warren Buffett không đầu tư vào công ty internet, nhưng mà bác này thì bác quan tâm rằng là tôi chỉ đầu tư vào những công ty internet mà thôi, và công ty công nghệ. Thứ hai nữa là Warren Buffett thì chỉ đầu tư vào những công ty tại Mỹ, thì bác này đầu tư trên toàn cầu và tập trung vào đầu tư khu vực châu Á. Và bác Coleman này bác ấy nhận thấy rằng là nếu như chúng ta đầu tư vào những công ty mà có khả năng dominate thị trường, tức là chiếm được cái miếng bánh thị trường đấy, thì công ty đấy sẽ được rất nhiều điều hưởng lợi. Và chính vì vậy nên chỉ duy nhất một cái suy nghĩ như vậy mà bác đầu tư lợi suất rất là cao. Thì chúng ta ứng dụng đầu tư như thế nào? Thì thứ nhất là việc mà Warren Buffett luôn nói rằng là tôi không đầu tư vào cổ phiếu công nghệ, không có nghĩa rằng là chúng ta cũng không đầu tư vào cổ phiếu công nghệ, mà chúng ta nên đầu tư vào những cái gì mà chúng ta hiểu biết nhất đó, thì dựa trên cái vòng tròn năng lực đầu tư. Và thứ hai nữa là thế giới ngày càng kết nối, khi mà đầu tư chúng ta nên có tầm nhìn toàn cầu. Và khi mà tầm nhìn toàn cầu thì hòn tuyết lăn ấy, chúng ta biết hòn tuyết lăn là nó sẽ lăn dần, lúc đầu nó chỉ to bằng một bàn tay thôi, xong lăn trên một triền đồi, và triền đồi có rất nhiều tuyết, và triền đồi đủ dài thì dần dần có một cái hòn tuyết nhỏ biến thành một hòn tuyết rất là to. Thế thì để cho cái trường dốc đủ dài thì thông thường là những công ty mà có tầm nhìn quốc tế, những công ty mà có quy mô toàn cầu, thì lúc đó cái sườn đồi đủ dài và đủ cho các bạn kiếm được lợi nhuận rất là lớn. Đó thì đấy là một quan điểm của đơn giản của Tuấn về việc đầu tư. Vâng, cảm ơn câu chuyện của anh Tuấn. Vậy trước khi chúng ta chuyển sang phần trả lời câu hỏi của nhà đầu tư, thì tôi xin phép được giới thiệu những chương trình của chúng tôi để quý nhà đầu tư tiện theo dõi. Tại trung tâm tư vấn đầu tư của chúng tôi thì ngoài chương trình La bàn đầu tư vào lúc 15:30 thứ hai hàng tuần, thì chúng tôi còn có chương trình tiêu điểm đầu tư. Chương trình này thì trước đây thì chúng tôi đã có thực hiện cho quý nhà đầu tư vào lúc 14:00 thứ tư hàng tuần, nhưng bây giờ thì chúng tôi chuyển sang cho khách hàng của VND. Quý nhà đầu tư có thể theo dõi ở trên cộng đồng của chúng tôi để đăng ký và chương trình để nhận được những thông tin sớm nhất. Và sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư. Ok, như vậy là bây giờ cũng đã cái số lượng thời gian đã đến khoảng 40 phút chúng ta live stream, thì chắc là hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Quý vị có thể nhớ quét mã QR code để gia nhập vào cái cộng đồng đầu tư tích sản của VNDirect hoặc là cộng đồng WeChat tùy theo cái nhu cầu của quý vị. Nhưng quý vị nào mà có nhu cầu về giao dịch hôm nay mua con gì bán con gì thì quý vị có thể chọn cái cộng đồng WeChat. Và những quý vị nào mà có nhu cầu về đầu tư tích sản con gì, lợi nhuận trong dài hạn, thì chúng ta có thể chọn cộng đồng tích sản. Tôi là Tuấn Hoàng. Tôi là Lương Xuyên. Xin chào quý vị nhà đầu tư. Xin chào quý nhà đầu tư. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VNDirect.
và hãy bấm nút chuông để nhận thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.